Dạ, xin chào anh em. Hôm nay mình về cái máy bơm hơi của hãng Ryobi, đường pin và mã của nó là P737. Nó vừa mới ra và đồng hồ của nó là đồng hồ điện tử và nó là 150 PSI và sử dụng hệ 18V hoàn cộng. Anh em đã có pin và sạc rồi, mình sẽ sử dụng cái máy này. Thì nó có đồng hồ để đo và nó kèm theo là ba cái phụ kiện, nó rất là gọn nhẹ để bơm hơi và mã của nó là P737. Nó là 150 PSI, mắt là hàng này là hàng 2020 nha anh em, sản xuất năm 2020 và hàng mới từ Mỹ về mới chăm chăm. Giá của cái thân máy là 1.300.000 rồi. Cái bánh xe này rất là cứng rồi, mình sẽ xả hơi ra ha, mình bơm cho anh em xem thử nó nhanh hay chậm. Rồi xả hết rồi nha anh em. Cái máy bơm này ở bên bên Mỹ thì họ thường là bơm xe hơi là nhiều. Đây, bơm xe hơi này, ở Mỹ họ bơm xe hơi cái này. Rồi mình sẽ test cho anh em xem bằng cách là anh em đã có pin, pin 18 của hãng Ryobi thì mình sẽ sử dụng cái máy bơm này. Giá của nó là 1.300.000 thì mình sẽ gắn vào nha. Rồi từ phút mình đỡ cho mình bơm này, rồi giờ bây giờ bắt đầu là hai phút này. Bơm xe máy thì nó tầm khoảng 30 PSI là nó đủ rồi. Đủ 35 giây là đủ cái bánh xe cứng ngắc nha anh em. Đấy rồi, giá của thân máy là 1.300.000. Anh em quan tâm liên hệ mình, nếu mà có pin và sạc nữa là 2.500.000. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.